Cùng với anh Đỗ Dũng, Khuyên Nguyên hân hạnh quay trở lại chương trình Chuyện Nóng Trong Tuần với quý khán giả người Việt TV. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 23 tháng 5 của năm 2024. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam ông Tô Lâm đã nhậm chức Chủ tịch nước vào hôm 22 tháng 5. Sau rất nhiều ngày là trung tâm điểm của hàng loạt tin đồn kể từ khi ông Võ Văn Thưởng mất chức Chủ tịch nước, rồi ông Vương Đình Huệ mất chức Chủ tịch Quốc hội, sau đó đến bà Trương Thị Mai mất chức thường trực ban bí thư kiêm trưởng ban tổ chức trung ương. Và trong lúc đó, trong lúc mà ông Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước xong, nhưng Việt Nam vẫn chưa chính thức chọn được người giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Tại sao lại có chuyện như vậy? Cảm ơn. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào anh Khuyên Nguyên và chào khán giả của TV. Thưa anh, ông Tô Lâm đã nhậm chức được tính tới nay là 2 ngày rồi, đúng không anh? Vâng. Và tất cả những cái diễn biến cho thấy là tất cả những cái gì tin đồn trước đó, trong cái giai đoạn kể từ khi ông Võ Văn Thưởng mất chức Chủ tịch nước đến nay, thì nó gần như đúng đến 99%, và nó chỉ có 1% có vẻ như không đúng lắm. Đó là việc ông Trần Quốc Tỏ làm người gọi là gì? Điều hành hả? Dạ, điều hành Bộ Công an. Vâng. Và Bộ Công an Việt Nam cho đến giờ chưa có người. Vậy thì anh là người quan sát tất cả cái suốt cái thời gian đó, thì anh nhận xét như thế nào về nhân vật ông Tô Lâm cho đến giờ này thưa anh? Thực ra thì anh nói 99% là nói cho chắc ăn, chứ tôi thấy là đúng 100%. Vâng. Tại vì ông Trần Quốc Tỏ đó, không ai nói là ông sẽ là Bộ trưởng Bộ Công an, tại vì ông chưa được đề cử, được, chưa được, được bổ nhiệm, bổ sung của Bộ Chính trị thì không có cửa là Bộ trưởng Bộ Công an. Vâng. Thành ra nói chung tin đồn ông Tô Lâm là đúng. Vâng. À, sở dĩ ông Tô Lâm trong thời gian qua trở thành trung tâm điểm là bởi vì thứ nhất, ông làm Bộ trưởng Công an coi như hai nhiệm kỳ. Thứ hai, ông là cánh tay mặt của ông Trọng trong cái chiến dịch đốt lò. Thứ ba là trong thời gian vừa qua, có thể nói là trong vòng một tháng trời, cái lò của ông Trọng đốt kinh hoàng luôn, và ông Tô Lâm là cái người có thể nói là bơm lửa vào. Và nó cháy bắt đầu từ ông Võ Văn Thưởng Chủ tịch nước, đến ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội, và đến bà Trương Thị Mai như anh nói, thường trực ban bí thư kiêm trưởng ban tổ chức. Ba cái đó chưa kể những loại mà bí thư tỉnh ủy các thể loại là không tính đó. Bỏ. Chỉ trong thời điểm đó thôi, ba ủy viên Bộ Chính trị ra đi dưới cái lò của ông Trọng. Vâng. Cho nên ông Tô Lâm được người ta chú ý rất nhiều. Điểm thứ tư nữa đó, chính vì như vậy người ta mới đồn đoán là ông này sẽ vào chức chủ tịch nước để dọn đường chuẩn bị cho chức tổng bí thư. Vâng. Đó. Rồi điểm thứ năm nữa, người ta đồn đoán là bây giờ ông lên chủ tịch nước thì ai thấy ông vào cái ghế mà quyền lực nhất trong nội các của ông Phạm Minh Chính. Đó là Bộ trưởng Bộ Công an. Đó là lý do tại sao người ta đồn, thưa anh. Vâng, đúng vậy. Nhưng trước đó thì rất nhiều tin đồn, và cũng nhiều người gần như là chắc 100%, ngay cả ông Bùi Văn Cường hả? Vâng, Bùi Văn Cường là Tổng Thư ký Văn phòng Quốc hội. Vâng, cũng nói rằng thì là Quốc hội họp lần này sẽ không miễn nhiệm chức Bộ trưởng Công an. Vâng. Đúng không anh? Vâng. Và khi mà ông Bùi Văn Cường nói câu đó đó, và Đài truyền hình Việt Nam VTV đó chính thức phát cái bản tin đó, thì người ta đã nghĩ đến chắc chắn đến 100% rồi. Vâng. Là ông Tô Lâm sẽ là người nắm chức Chủ tịch nước kiêm Bộ trưởng Công an, đúng không? Vâng. Nó nói ngôn ngữ nôm na là một mông hai ghế. Dạ. Đó. Dạ. Nhưng mà thưa anh, tại sao đến không, không đó... anh một đít chứ không một mông được. Vâng. Anh mông mình có hai cái mông được. Vâng. Dạ. Thì đó, hai mông hai ghế. Dạ. Thì đó, tại sao đến lúc đó nó lại xảy ra cái trường hợp bất ngờ đến như vậy, thưa anh Tô Dũng? Tại vì trước đó là nó gần như là 100% rồi, nhưng mà gọi là gì, quay xe, không, ngôn ngữ mạng xã hội gọi là quay xe. Theo anh tại sao lại có cái chuyện như thế? Thưa anh lại nói cho chắc ăn gần cho tôi nói là 100%, bởi vì ông Bùi Văn Cường cũng đã tuyên bố là chương trình nghị sự này là chưa có gọi là miễn nhiệm Bộ trưởng Công an. Một số người tranh cãi rồi, chưa với không nó khác, chưa với không trong trường hợp này như nhau. Vâng. Bởi vì Bùi Văn Cường nói rõ này, Quốc hội kỳ này họp chỉ có phê chuẩn hai chức vụ do Trung ương Đảng đề cử, đó là chức vụ Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước. Vâng. Đó là lời ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tuyên bố vào ngày 19 tháng 5. Vâng. Xong, coi như là khóa sổ. Bởi vì Trung ương chỉ giới thiệu hai người, làm sao chúng tôi phê chuẩn ba người. Đúng không? Đúng rồi. Cái đó là chắc như đinh đóng cột. Nhưng mà qua ngày 20 đó thì họ làm đúng cái tiến trình. Là 20
Chuẩn Thuận bầu và Chuẩn Thuận chủ tịch quốc hội, họ làm xong. Sao? Ông làm Trần Thanh Mẫn. Đến ngày 22 là trong chương trình là chỉ có những bầu và Chuẩn Thuận ông Tô Lâm vào chủ tịch nước thôi, đúng chưa? Đúng. Đúng. Đùng cái ngày 21 có thay đổi. Ừ. Ngày 21 họ mới thông báo là ban thường vụ qua cái sự đề cử của thủ tướng và ủy ban thường vụ quốc hội đồng ý và quốc hội đồng ý là điều chỉnh cái chương trình làm việc. Đó là cái chỗ quay xe. Quay xe. Phút 89 thì không, thực ra phút 1 của trận mới chứ không có 89. Tại trận đấu xong rồi, yêu Bùi Văn Cường nói là xong rồi. Hai phụ. Đó, có một phút 89 xong rồi. Ok. Thì lúc đó Bùi Văn Cường mới thông báo rằng là gì? Sẽ miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an. Đúng rồi. Không có nói phê chuẩn, bởi vì đến lúc đó Trung ương Đảng vẫn chưa giới thiệu người làm Bộ trưởng Bộ Công an. Thấy chưa? Tôi mở ngoặc một cái chút, cái ngày 19 tháng 5 ông Bùi Văn Cường còn nói là cái chuyện là hợp lý nữa. Và ông mới đưa ra trường hợp ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, từng được làm Phó Thủ tướng kiêm luôn. Kiêm bộ. Cái bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Nhưng mà sau đó ông biết ông hố. Tất cả các báo rút cái đoạn lại. Bằng cái thật, có thể cho con cái laptop của tôi được không? Đây là cái đoạn mà bị rút xuống nè. Đây, xong. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vừa qua, như ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường được Quốc hội phê chuẩn chính chức Phó Thủ tướng, nhưng vẫn tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường một thời gian. Việc này cơ quan có thẩm quyền chưa giới thiệu nhân sự mới, nên trong chương trình chính thức kỳ họp thứ 7 chưa có nội dung phê chuẩn hay miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ Thông tin. Thấy chưa? Chưa có nội dung phê chuẩn hay miễn nhiệm. Vâng. Tức là không có cái gì ấy. Hai cái này nó phải đôi với nhau. Đó, và bây giờ trở lại. Sau đó biết cú này hố là bởi vì á, anh trong chính phủ, ngay cả thủ tướng anh vẫn có thể kiêm nhiệm bất kỳ cái bộ nào trong chính phủ được. Vâng. Chúng ta từng thấy ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, đúng không? Rồi, rồi. Anh là chủ tịch nước, là chủ tịch của anh không thể kiêm nhiệm cái này được. Rồi. Ngay cả Tổng Bí thư anh không kiêm nhiệm được luôn. Tại vì là bên chính phủ, chưa bao giờ có chuyện đó. Bị hố khúc này cho nên là kêu gọi tất cả các báo là tuyết còi rút xuống hết. Đó cũng là cái chuyện xoay xe luôn. Vâng. À, thì đến ngày 21 mới thông báo là có đưa vào nghị trình cái miễn nhiệm mà không có phê chuẩn chức Bộ trưởng Bộ Công an. Thì đó, đến ngày 22 sau khi ông bầu và ông Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức rồi, chủ tịch nước rồi, lúc đó mới bầu miễn nhiệm. Nhưng mà cái đó cũng là tạo cho ông Tô Lâm một cái kỷ lục của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Vâng. Đó là người đầu tiên và có lẽ duy nhất là một giữ hai chức vụ, vừa chủ tịch nước kiêm Bộ trưởng Bộ Công an trong vài giờ đồng hồ. Trong đúng vài giờ đồng hồ. Trong vài giờ đồng hồ ấy, chuyện đó có mà. Vâng. Tức là cũng đã vi phạm hiến pháp. Vâng. Thưa anh, đó, câu chuyện đó là như thế đó. Dạ. Vâng. Anh có thể thấy là tất nhiên cái chuyện mà khuyết hai tứ trụ, một là chủ tịch quốc hội, hai là chủ tịch nước, thì vừa qua cũng đã được lấp đầy. Vâng. Nhưng mà xem ra thì cái sự chú ý với ông Trần Thanh Mẫn thì không được bao nhiêu cả, đúng không anh? Vâng. Sự mà người ta tập trung cái sự chú ý vào cái ngày mà ông Tô Lâm tuyên thệ chủ tịch nước. Yeah. Liệu rằng ông có kiêm chủ tịch nước hay không? Yeah. Vừa là chủ tịch nước mà kiêm Bộ trưởng Công an hay không? Đại khái là tất cả những cái gì mà dư luận chú ý vào ông Tô Lâm. Vâng. Vậy thì anh và tôi đều quan sát cái buổi lễ nhậm chức của ông Trần Thanh Mẫn. Yeah. Cũng như buổi lễ nhậm chức của ông Tô Lâm. Vâng. Theo anh có nhận xét là anh thấy có cái gì đó nó khác với lại những cái lần nhậm chức của các chủ tịch nước khác hoặc là chủ tịch quốc hội khác không, thưa anh? Tôi thấy ông Trần Thanh Mẫn có vẻ còn ngại ngùng, còn e ngại. Vâng. Chưa có được mạnh dạn lắm, ông hơi run. Vâng. Bởi có lẽ là ông chưa có đi ra những cái gọi là diễn đàn cấp quốc gia hoặc quốc tế. Vâng. Như ông Vương Đình Huệ hay những ông kia là họ quen rồi. Vâng. Với lại là như ông Vương Đình Huệ trước đây là ông trải qua nhiều chức vụ, chẳng hạn như từng là Bộ trưởng Tài chánh, Phó Thủ tướng, trưởng ban Kinh tế, Bí thư Hà Nội, nên ông quen cái gọi là spotlight của công chúng rồi. Còn ông Trần Thanh Mẫn chỉ là bí thư thành ủy một thành phố nhỏ Cần Thơ thôi. Rồi lên làm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì cũng không có gọi là ra mặt nhiều. Thành ra đây lần đầu tiên ông xuất hiện ở một diễn đàn mà được không những Việt Nam mà có thể nói là cả thế giới chú ý, và một chủ tịch quốc hội của Việt Nam cũng khá là quan trọng. Cho nên hơi run một tí xíu, cái đó mình hiểu. Và ngay cả khi mà ông giới thiệu ông Tô Lâm á, trong cái lúc mà ông Tô Lâm ra mà tuyên thệ và phát biểu đó, cái giọng của ông cũng hơi run, anh nữa anh để cái đó. Còn ông Tô Lâm á, thì đây là nhận xét riêng cá nhân của tôi thôi. Tôi có thể nó sai riêng cá nhân của tôi thì hình như ông đi không được mạnh mẽ cho lắm. Đúng rồi. Không được mạnh, mặt ông hơi buồn. Nếu chúng ta coi truyền hình chúng ta thấy cái bước đi của ông nó từ từ lên. Mọi cái đều rất chậm và ông có vẻ không được sung cho lắm. Hăm hở, hăm hở, không được hăm hở, dùng cái chữ dùng hăm hở,
khác với cái vị tiền nhiệm của ông Võ Văn Thưởng. Võ Văn Thưởng thấy đấy là khí thế vô cùng, rất cười hỏi. Luôn này kia rất khí thế, mà cười cười là cười cười thật sự. Còn ông Tô Lâm chỉ cười nhàn miệng thôi, không có khí thế. Đó là cái nhận xét riêng của cá nhân tôi, thưa anh. Vâng, thưa anh, nhưng mà cái điều anh nhận xét thì đối với tôi thì cũng có thể dễ hiểu thôi. Ông Tô Lâm là dân an ninh mà, dân tình báo mà, thì có thể là cái mặt của dân an ninh thì nó như thế, cũng có thể như vậy. Nhưng mà đó, cái điều mà tôi quan sát đó, thưa anh, là ông Nguyễn Phú Trọng đã vắng mặt cả hai lần tuyên thệ của ông Trần Thanh Mẫn lẫn ông Tô Lâm. Thì chúng ta cũng có thể một điều rất dễ hiểu thôi, phần nhiều đó có thể là lý do sức khỏe. Vâng. Việc thứ hai là trong cái buổi lễ mà tuyên thệ, sau đó đọc bài diễn văn nhậm chức của ông Trần Thanh Mẫn đó, thì ông Phạm Minh Chính là người lên tặng bó hoa. Vâng. Đúng không? Và tương cả tự ông Tô Lâm luôn. Vâng, tương tự như vậy là ông Chính hết. Vâng. Thế thay vì mà phải đảo vai, dạ, thì ông Trần Thanh Mẫn thì xong rồi thì ông Chính thì có thể hợp lý, đúng không? Vâng. Ông Trọng vì lý do sức khỏe. Vâng. Thì còn hai... nhưng mà tại vì cả hai cái buổi tuyên thệ thì ông Trần Thanh Mẫn đều là chủ sĩ. Vâng, vâng. Hiệu, thành ra cái người tặng hoa là ông Chính là được. Vâng. Thì đó, đây là tôi chỉ quan sát thôi. Vâng. Tôi chỉ quan sát thôi. Yeah. Thì cái tất cả những cái điều đó cho thấy, nhưng mà đặc biệt là ông Trọng là không có trong hai cái buổi tuyên thệ đó. Vâng. Thưa anh phần nhiều anh đoán là vì lý do sức khỏe, hay là phần nhiều là ông Trọng muốn không có cái sự hiện diện của mình ở trong cái buổi lễ đó? Tôi nghĩ vì lý do sức khỏe nhiều hơn. Vâng. Vì anh nên nhớ nè, ông Trọng vắng mặt khá lâu. Cho đến lần xuất hiện trở lại là ngày 16 tháng 5 vừa rồi, là ngày mà họp Trung ương, hội nghị Trung ương, 3 ngày hội nghị Trung ương là 9. Là ngày đó ông khai mạc và anh thấy cái mặt ông hơi ốm, chứng tỏ là qua một thời gian bệnh, nhưng mà ông rất tỉnh táo. Thì cái đó là quan trọng nhất. Tôi nghĩ Trung ương là sắp xếp nhân sự ông phải có mặt trong 3 ngày đó. Tôi nghĩ 3 ngày đó xong thì ông mệt. Cho nên ngay cái ngày 20 đó, ngày khai mạc Quốc hội á, khóa 15 là ông đã vắng rồi, chứ không phải đợi đến hôm mà gọi là tuyên thệ. Ngay ngày 20 ông đã vắng rồi, ngay cuộc họp khai mạc. Nó khác với hồi tháng giêng. Anh nhớ khi người ta đồn nó bị bệnh này kia, cứ mà chết đó, thì ông xuất hiện ngay mà ngồi đúng 15 phút thôi, trong ngay cái buổi đầu tiên Quốc hội khai mạc. Sau khi Vương Đình Huệ phát biểu xong là ông biến, chỉ ngồi có 15 phút thôi. Và kể từ đó anh thấy là cả 20-30 ngày sau mới xuất hiện. Thì tôi nghĩ vì do sức khỏe. Và ngày hôm đó thì báo chí đồng loạt đưa tin là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự. Đúng rồi, đúng dự rồi. Dự khai mạc kỳ họp Quốc hội, chứ không có đưa tin là kỳ họp Quốc hội khai mạc. Khai mạc. Cái chủ thể của tất cả bản tin trong nước là chủ thể là ông Trọng, chứ Trọng không phải là cuộc họp Quốc hội. Chính xác là cái chi tiết đó thì chúng ta cũng đã nói ở trên chương trình này rồi. Vâng. Nhưng mà quả nhiên là lần này thì ông Trọng không xuất hiện. Vâng. Chứ còn nếu như ông Trọng mà có xuất hiện á, thì tôi tin rằng thì chắc là lại là cái bản tin nó lại cũng giống như lần trước. Đáng lý là cái chủ thể nó phải là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không dự họp. Đúng là chủ thể phải đi như vậy. Đúng không? Người ta không nhắc. Vâng. Thưa anh, cái chuyện mà tin đồn này, và chúng ta cũng đã từng nói ở trên chương trình này rồi, đó là chuyện mà chức chủ tịch nước đó, đúng không, với ông Tô Lâm á, chỉ là một cái bước đệm thôi. Vâng. Để có thể ông tiến xa hơn đến cái chức vụ Tổng Bí thư. Và rất có thể là sau cái đại hội lần thứ 14 này, nếu như ông Trọng là người rút lui về lý do sức khỏe hay là vì gì đó, thì đó là cái con đường mình tạm gọi là cái nước cờ của ông Tô Lâm đi. Vâng. Ông đi một cái nước cờ như vậy. Nhưng nếu như ông mà kiêm luôn cả Bộ trưởng Công an, thì chứng tỏ ông sẽ là một cái ứng cử viên rất mạnh. Thấy không? Phải không muốn nói là mạnh nhất. Nhưng mà bây giờ đó, ông chỉ còn trơ trọi lại một cái chức chủ tịch nước thôi. Vâng. Và ông Trần Quốc Tỏ là người mà em ruột của ông Trần Đại Quang. Vâng. Mà anh tôi đang nói cái này cũng là tin đồn nha. Vâng. Và ông Trần Quốc Tỏ thì có vẻ không ăn rơ với lại ông Tô Lâm. Vâng. Bằng hai ông thứ trưởng kia. Vâng. Một ông là Lương Tam Quan với một ông là Nguyễn Duy Ngọc. Nguyễn Duy Ngọc, đúng không? Cả hai ông kia đều là Hưng Yên, cùng quê đồng hương với ông. Dạ, dạ. Ông Tô Lâm hết. Dạ. Ông Tỏ này thì quê Ninh Bình. Vâng. Em trai ông cố chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an. Thì á, anh thấy là có vẻ như là cũng có thể giải thích phần nào đó là về cái gương mặt không được vui cho lắm, không được hồ hởi cho lắm của ông Tô Lâm. Vâng. Khi ông lên nhậm chức chủ tịch nước, đúng không? Vâng. Vậy thì đó, người ta bây giờ đã có các chuyên gia đặt ra những cái trường hợp rồi, là ông Tô Lâm ngồi ở cái vị trí này chủ tịch nước. Vâng. Mà không có cái chức gọi là kiêm Bộ trưởng Công an thì ông sẽ yếu thế hơn ông Phạm Minh Chính, và cái cuộc đua mà để có trở thành Tổng Bí thư thì chưa chắc ông Tô Lâm đã đạt được cái mục đích như mà ông mong muốn. Theo anh thì như thế nào? Vâng, nhưng mà trước hết tôi phải xin phản bác cái chuyện là mọi người nói là ông Tô Lâm kiêm chức Bộ trưởng Công an, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Vâng. Không bao giờ xảy ra. Đồn là cái việc đồn. Vâng. Nếu đồn mà kiêm Bộ trưởng Công an thì đồn luôn đi kiêm Tổng Bí thư luôn. Rồi.
Không bao giờ có chuyện nó xảy ra. Điểm thứ hai đó là nhiều người đồn đại nghĩ rằng ông Tô Lâm rất mạnh. Thậm chí đồn là ông kiểm soát được cả Đảng Cộng sản. Cho nên muốn sắp ông ngồi chỗ nào ngồi. Tôi không tin là như vậy. Qua cái chuyện này tôi thấy là ông Trọng vẫn là người kiểm soát Tình hình. Và rõ ràng nếu đúng theo nhiều người đồn là trước đây, khi mà ông Nguyễn Xuân Phúc mà mất chức chủ tịch nước đó, là theo một số tin đồn bảo là kêu ông Tô Lâm vào làm chủ tịch nước, Tô Lâm không chịu rồi đưa ông Võ Văn Thưởng. Cũng có người bảo là ông Lâm muốn nhưng mà không được. Không đủ phiếu. Cái chuyện ta không biết. Và nhiều người cũng biết rằng là ông Tô Lâm nếu mà lên chủ tịch nước thì không được kiêm nhiệm các bộ trưởng bộ công an. Thì nó rất nguy hiểm cho ông, không còn mạnh nữa. Khó lòng mà tranh chức tổng bí thư, đúng không? Thì tôi nghĩ là nếu vậy thì ông Tô Lâm đâu có mạnh đâu. Mạnh thì tôi đâu có vào chức chủ tịch nước làm gì. Thà vậy tôi ngồi bộ trưởng bộ công an ngon hơn. Và không loại trừ cái chuyện bộ trưởng bộ công an tôi vẫn có thể nhảy lên tổng bí thư được vậy. Mặc dù chưa bao giờ có tiền lệ, đúng chưa? Nếu tôi đủ sức mạnh. Nhưng nói bây giờ tôi loại hết thì cuối cùng tôi vô chứ cái đó. Nhưng qua chuyện này chúng ta phải nhớ một điều nè. Trong cái lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng chỉ định anh phải nghe. Thì có thể là Bộ Chính trị hoặc cá nhân ông Trọng đã chỉ định anh Tô Lâm anh phải lên ngồi chức chủ tịch nước. Cãi được. Thế giờ rồi thành ra tôi bác bỏ cái chuyện bảo là kiêm nhiệm đối với cái chức mà bộ trưởng công an là rồi. Không bao giờ có rồi. Rồi bây giờ câu thứ hai của anh á, bây giờ tình hình như nào? Thực ra bây giờ đó, anh nhìn trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đó, những người có thể lên tổng bí thư á là bốn nhân vật: số 2, số 3, số 4, số 5. Số 2 là chủ tịch nước, số 3 là thủ tướng, số 4 là chủ tịch quốc hội, số 5 là thường trực ban bí thư. Rồi. Trước giờ chưa có chuyện mà tổng trưởng ban tổ chức lên tổng bí thư. Chưa có. Trưởng ban tổ chức lên thủ tướng thì có. Đó là trường hợp chính. Thì chỉ có bốn nhân vật này thôi. Thì bây giờ phải tính ông Tô Lâm này, ông Phạm Minh Chính này, ông Trần Thanh Mẫn này và ông Lương Cường. Đúng chưa? Thì anh hỏi tôi câu này thì bây giờ nếu đúng ra là ông Tô Lâm mà đánh nhau với ba người này, đúng rồi, thì chưa biết ai thắng ai thua. Đúng rồi. Từ giờ đại hội đảng thì tôi nói anh nếu mà bàn nó thì nó nhiều thứ để bàn lắm. Là như vậy. Nhưng mà trong bốn người này đó thì cái người ít có khả năng nhất là ông Trần Thanh Mẫn. Vì ông là người miền Nam, rất khó, từ trước thì chưa bao giờ có cái chuyện mà anh miền Nam. Cũng chưa chắc. Không. Thì tôi đã nói về từ trước tới giờ. Còn nếu nói với anh là chuyện như là mai tôi với anh làm tổng bí thư cũng được. Rồi. Bây giờ mình đang nói một cách thực tế này. Rồi. Đúng không? Trước giờ chưa có anh nào gọi là gốc miền Nam mà đi lên làm tổng bí thư. Chưa có. Chưa có không nghĩa là không có. Vì xét theo lịch sử thì ông vẫn yếu hơn. Mà bây giờ anh nhìn ba cái người đó không xong đó, thì rõ ràng ông Mẫn cũng yếu hơn ba người kia. Một ông là chủ nhiệm tổng cục chính trị, một ông là từng làm bộ trưởng công an hay nhiệm kỳ, một ông từng làm đang là thủ tướng. Thì rõ ràng ba ông kia có vẻ mạnh hơn. Và ba ông thuộc cánh miền Bắc, nói thẳng luôn là trong đó ba ông đều có thể lên tổng bí thư. Thì tôi không biết ai mạnh ai thua, thì chúng ta phải đợi. Chứ bây giờ đó, thực ra thì nãy anh Dũng nói là cái chưa có tiền lệ là người mà miền Nam làm tổng bí thư. Thì thực ra thế này, ông Lê Duẩn được coi là người miền Nam, ông là dân Quảng Trị, thấy không? Ông Lê Duẩn gốc Quảng Trị thì cũng được coi là người miền Nam. Quảng Trị nó bị chia đôi anh. Ông tôi Nam đây là Nam sau 1917 á. Thì ông Lê Duẩn là Quảng Trị phía Nam sau 1917. Nhưng mà ông không được coi là miền Nam. Thì được rồi. Được rồi. Được rồi, nhưng mà ở đây mình nói đến miền Nam là nói về ý thức chính trị. Cái thứ hai là Nguyễn Văn Linh. Nhưng mà những cái chuyện mà anh nói đó nó xa quá rồi. Ông Linh thì viên Hải Dương, nhưng mà ông Linh thì hoạt động ở trong Nam, ông Duẩn là hoạt động ở trong Nam, ông Linh hoạt động ở trong Nam. Ông người ta hoạt động trong Nam, nhưng mà tôi nói đi miền Bắc là mình hiểu là về ý thức chính trị. Tất nhiên. Dạ dạ. Tôi hiểu điều đó, nhưng mà không có nghĩa là mình nói là nó chưa có. Đúng, chưa có không nghĩa là không có. Mình khẳng định bởi ngày mai tôi cho nên làm luôn. Vâng, cho nên anh Đỗ Dũng nói cái điều là tôi đồng ý là chuyện mà ông Trần Thanh Mẫn thì xem ra nha. Xem ra nha, yếu. Phải dùng cái chữ là xem ra. Coi như là một gọi là ứng cử viên yếu. So với ba ông còn lại, đúng mặc không? Dù truyền thống là đã có hai người từ chủ tịch quốc hội nhảy lên làm tổng bí thư. Vâng, đúng rồi. Không mạnh mà ông Trọng đó là chúng ta là lên còn ngồi lâu đấy, ngồi anh hai nhiệm kỳ, anh ba nhiệm kỳ. Chính xác. Chơi cho đến giờ ông Trọng là ba nhiệm kỳ rồi. Ông Trọng ba nhiệm kỳ, ông Đông Đức Mạnh hai nhiệm kỳ. Vâng. Đúng không? Nhưng mà câu hỏi cuối cùng của tôi là anh Đỗ Dũng nè. Anh đưa ra là ba ông, đúng không? Ông Chính nè. Ông Lâm nè, ông Cường nè, dạ. Trong đó có hai ông công an, một ông quân đội, rồi. Đúng chưa? Rồi. Nhưng mà đó, cho đến giờ này thì ông Trọng vẫn đang là tổng bí thư cơ mà. Đúng rồi. Đúng chưa? Đúng. Cho nên á, trừ khi ông Trọng thối lui. Cho đến đầu năm 2016, thì mới biết 2026 được là... chứ. À xin lỗi, năm 2026. Không, thực ra cuối 2025 anh sẽ biết tại vâng. Tháng riêng 2026 là đại hội rồi. Vâng, dạ. Thì mình cho đến khi đại hội. Nói chung trường hợp ông Trọng thì phải đến khi đại hội mới biết được thưa anh. Cho nên á,
là chúng ta cũng chưa biết được rằng thì là ông Trọng có đi tiếp sau đại hội 14 hay không. Nếu ông Trọng đi tiếp đó thì đương nhiên có nghĩa là gì? Ông Tô Lâm về hưu. Ông Tô Lâm về hưu. Ông Chính về hưu. Ông Cường về hưu. Đúng rồi. Trừ khi cần quá, tôi giữ một người lại. Đúng đem rồi. Một trường hợp đặc biệt đó. Quá tuổi. Đó là hai trường hợp đặc biệt. Đúng rồi, hai trường hợp đặc biệt giống như hồi mà tôi giữ ông Trọng giữ ông Phúc lại đó. Ông Trọng có một suất này, ông Trọng có một suất chắc chắn rồi đó nếu trở lại. Cho nên á là chuyện á mà người ta bảo là đối với ông Tô Lâm đây chỉ là cái bước đệm để cho ông chuẩn bị lên chức Tổng Bí thư hay không, hay là ông Chính sẽ mạnh hơn ông Tô Lâm này kia. Thưa anh, theo tôi tất cả những cái gì đó chỉ là cái phỏng đoán của người ta mà thôi. Còn như anh Đỗ Dũng điểm lại hồi nãy đó, thì quyền lực bây giờ vẫn là ông Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải là bất kỳ ai cả. Mặc dù sức khỏe của ông cho thấy ông đang được không được tốt, không được khỏe, và ông đã không có mặt cả hai cái buổi tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội lẫn Chủ tịch nước. Thưa anh, cuối cùng có một điều tôi muốn hỏi anh thế này. Việt Nam thì đã từng là được nhiều người gọi là mạng xã hội gọi là cường quốc thơ, bởi vì đi đâu cũng gặp nhà thơ hết. Anh thấy không? Thậm chí là họ tổ chức cả cái gì? Cái ngày hội quốc gia về thơ tổ chức ở Văn Thánh Quốc Tử Giám. Thì rõ ràng là trong những năm gần đây, ít nhất là từ khi mà người dân tham gia sử dụng cái mạng xã hội nhiều, thì tin đồn bắt đầu từ đây mà ra. Và gần như cho đến giờ, sau cũng có một vài lần tin đồn không đúng chứ không phải không. Nhưng mà cho đến giờ này là anh thấy là tin đồn như anh nói nãy đó là đến gần cái 100% là đúng rồi. Và người ta cũng gọi là Việt Nam là một cái cường quốc tin đồn. Vậy theo anh đó là gì? Tất cả những cái tin mà báo chính thống, đài truyền hình nhà nước cho đến tất tần tật 1000 tờ báo, vài mấy trăm cơ quan truyền hình mà đều đi sau tin đồn hết, mà lạ thay là cái tin đồn nó lại đúng. Thưa anh, vậy thì liệu rằng cái việc mà cường quốc tin đồn như thế này nó sẽ tiếp tục nữa, và cho đến kỳ đại hội 14 thì theo anh là người dân lại tiếp tục được biết trước những cái chuyện của đảng mà thông qua tin đồn hay không? Chắc chắn. Bởi vì như thế này, chưa bao giờ chính trường Việt Nam nó sôi động như hiện nay. Anh thấy không? Vâng. Trong lịch sử đảng gần 100 năm chưa bao giờ sôi động như hiện nay. Trong vòng hơn một tháng mà hai thứ trụ ra đi. Trong vòng hơn một năm mà hai chủ tịch nước ra đi. Chưa kể các thể loại, nói chung là trong vòng cộng thêm một ngũ trụ đấy. Đó, nghĩa là trong vòng một năm rưỡi, sáu ủy viên bộ chính trị ra đi. Anh thấy không? Nói chung là nó sinh động vô cùng. Nhưng mà tất cả các tờ báo, các đài truyền hình, truyền thanh trong nước đều không được nói một chữ nào ngoài những gì Trung ương Đảng đưa ra và Bộ Công an đưa ra, thấy không? Không có và Quốc hội đưa ra. Mà không có một cái cuộc thảo luận nào, không có một bài phân tích nào, không có một chương trình phân tích nào. Tuyệt nhiên không có. Tuyệt nhiên không có. Đó. Thành ra nó ngược hoàn toàn. Ví dụ bình thường nó không có sôi động đó thì ok. Nó ok, còn đây nó quá sôi động mà nó vẫn là bình thường. Tôi nói ví dụ như thế này. Mỗi ngày cứ sáng 8 giờ sáng anh đi ra. Thấy không? 5 giờ sáng anh về. Có 10 chiếc xe nó chạy trước cửa nhà. Bây giờ cũng giờ đó đi ra đi về, với một ngày tất cả 1000 chiếc xe nó đi ngang nhà anh mà anh vẫn đi 8 giờ ra, 5 giờ về, bất thường. Đúng chưa? Nó sôi động như thế nhưng truyền thông Việt Nam vẫn bình thường. Đó là một cái thiệt hại cho người dân không có tin tức. Thì lúc đó nó lại rộ tin đồn, và nhờ mạng xã hội có nhiều phe cánh, khi mà nó sôi động và nó có nhiều phe cánh, giống như chúng tôi phân tích để cho thấy có 4-5 phe. Thì những cái phe đó mà họ mới dùng những cái người bên ngoài để mà tuồn những tin đó ra, anh thấy không? Thì coi như tuồn ra dần dần đó, họ tạo ra một số nguồn rất là chính xác. Tất nhiên những cái nguồn khác đó, những cái tin chẳng hạn như về người chết hay sức khỏe thì nhiều khi có thể là không trúng, nhưng mà tin về vị trí đó, thì tôi thấy là trúng, nhất là vị trí tứ trụ. Nghĩa là hình như nó lạ với anh Khôi Nguyên. Những tin đồn chức vụ nhỏ thường nó không trúng lắm, mà chức vụ lớn nó càng chính xác. Anh công nhận tôi không? Càng lớn nó càng chính xác. Chính xác. Ví dụ đồn ông này bộ trưởng, kia bộ trưởng có thể là chặt. Có thể là chặt. Nhưng mà đồn mà tứ trụ là tôi thấy chính xác 100%. Vâng. Đó. Ra hoặc vào. Ra hoặc vào đều trúng hết. Đó. Thì tôi nói anh đó, chính vì cái chỗ đó truyền thông trong nước không làm được việc. Thì chính những người này luôn. Họ đẩy ra truyền thông bên ngoài. Như chúng ta thấy từng có một cái văn bản tuyệt mật của Ủy ban Kiểm tra điều tra Vương Đình Huệ, anh nghe không?
chưa bao giờ có cả. Thì thưa anh, tôi nghĩ là nó sẽ tiếp tục nữa từ giờ đến đại hội 14 thưa anh. Và cái chuyện mà truyền thông của nhà nước do đảng kiểm soát đó, dạ, thì thưa anh nó cũng không thay đổi gì cả. Dạ. Trong chuyện Kiều đó thưa anh Đỗ Dũng và quý khán giả thì có một cái câu là gì? À, bắt phong trần phải phong trần mà cho thanh cao mới được phần thanh cao. Ừ. À, chuyện Kiều. Dạ. Tôi bắt trước ông Nguyễn Phú Trọng để lấy Kiều thôi anh Đỗ Dũng. À, thời Việt Nam xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đó, thì người ta chế cái câu này ra, anh biết câu gì không? Câu gì thưa anh? À, bắt phanh trần phải phanh trần mà cho may ô được thì mới được phần may ô. À, tức là may ô đó, là bắt đó, phanh phanh ngực đây, đó, cởi trần đó. Dạ. Bắt phanh trần thì phải phanh trần mà cho may ô thì mới được phần may ô. À, tem phiếu đó. À, tem phiếu. Vâng. À, tôi nghĩ là báo chí tại Việt Nam, truyền thông tại Việt Nam thì cũng tương tự như vậy thôi. Vâng. Cho may ô thì mới được phần may ô thôi. Vâng. Cảm ơn anh Đỗ Dũng và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Và quý vị nào đang xem chúng tôi trên YouTube thì quý vị có thể nhấn vào nút subscribe để quý vị nhận thông báo mới từ Việt TV. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này kỳ tới.